Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chiến Thần Định Giá, chuyên thu mua tất cả các dòng smartphone cũ với giá cao số 1 thị trường. Samsung đã chính thức cho ra mắt bộ đôi Galaxy A35 và Galaxy A55 vào ngày 11 tháng 3 vừa qua với rất nhiều những thông số đáng chú ý. Trong đó, Galaxy A35 được định hướng sẽ là con máy chủ lực của Samsung ở phân khúc tầm trung. Vậy thì nếu như so với thế hệ tiền nhiệm là Galaxy A34 thì A35 có phải là sự thay thế xứng đáng? Các bạn đang xài A34 có nên nâng cấp lên A35 hay không? Hãy cùng mình đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Về mức giá của Galaxy A35 mới ra mắt, với phiên bản thấp nhất là 8GB, 128GB sẽ có giá là 8,3 triệu. Nếu như so với A34 thì A35 sẽ đắt hơn kha khá, hơn tới gần 3 triệu các bạn nha. Giá của A34 bây giờ chỉ còn có khoảng 5,5 triệu thôi. Các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn tại đường link của Vietablet nha. Ngoài ra thì Vietablet cũng đang có rất nhiều sản phẩm khác với đầy đủ các mức giá tốt nhất. Bên cạnh đó sẽ có rất nhiều chính sách ưu đãi cho các bạn. Ví dụ như là chính sách bảo hành lên tới 1 năm, bảo hành tiền 100% với mọi lý do. Với iPhone thì sẽ được thay pin miễn phí trọn đời, đặc biệt là có hỗ trợ trả góp và trả góp không đồng. Hồ sơ thì bao đậu luôn nha. Vậy thì với mức giá chênh lệch tới gần 3 triệu, Galaxy A35 có đáng mua hơn A34 hay không? Để mà biết được thì chúng ta phải đi so sánh từng yếu tố của hai con điện thoại này nha. Đầu tiên, về thiết kế thì trên Galaxy A35 năm nay, Samsung đã làm cho phần khung viền trở nên thẳng hơn thay vì bo cong nhẹ như là A34. Điểm đặc biệt nhất nó sẽ nằm ở cụm phím đổi cây Iceland. Nhờ cái cụm phím cây Iceland này, nó sẽ làm cho A35 nhìn đẹp và sang hơn A34 rất nhiều. Về cảm giác cầm nắm thì cả hai không quá khác biệt nhiều đâu. A34 do viền của nó được làm cong nên là cầm trên tay êm hơn một chút. Nhưng mà nói chung thì cả hai đều thoải mái hết nha. Máy mỏng, trọng lượng nhẹ nên cầm nắm sử dụng thời gian dài đều rất là tuyệt vời. Quay sang với mặt trước thì chúng ta có thể thấy rõ ràng sự khác biệt khi mà Galaxy A35 đã được làm camera theo dạng giọt nước đục lỗ. Nhìn nó sẽ đẹp, sexy và tối ưu không gian hiển thị hơn so với cái nút ruồi trên Galaxy A34. Còn lại thì về chất lượng, cả hai không có sự khác biệt và đều chất lượng như nhau nha. Tấm nền Super AMOLED, độ phân giải Full HD cộng, từ độ chi tiết tới khả năng hiển thị màu sắc trên Galaxy A35 hay A34 đều rất là tuyệt vời. Màn hình của Samsung thì mình vẫn luôn đánh giá cao từ xưa tới giờ rồi, dù là trên những mẫu máy tầm trung như thế này. Cả hai thì đều được trang bị tần số quét 120Hz nha. Trải nghiệm bước chạm, chuyển đổi ứng dụng trên cái màn hình này sẽ rất là mượt mà. Một thay đổi nhỏ trên Galaxy A35 đó là Samsung đã trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass Filter Plus do chính Samsung sản xuất thay cho Gorilla Glass 5 trên Galaxy A34, giúp gia tăng độ bền và khả năng chống trầy xước trên Galaxy A35. Sang tới phần tiếp theo đó là so sánh về cấu hình. Galaxy A35 năm nay được Samsung trang bị con chip Exynos 1380. Đây cũng chính là con chip được trang bị trên Galaxy A54 năm ngoái, nên đương nhiên là nó sẽ mạnh hơn Exynos 1080 trên A34 khá là nhiều rồi. Với những tác vụ cơ bản hàng ngày thì Galaxy A35 sẽ có phần mượt mà, ít giật lắc hơn là Galaxy A34. Độ ổn định của nó cũng tốt hơn khá là nhiều. Về gaming thì với một tựa game như là PUBG ở mức cấu hình là mượt và 60fps, cả hai con này thì mặc định của máy sẽ không bật được 60fps đâu nha, tối đa là 30 thôi. Chúng ta phải cài thêm các tool bên ngoài để có thể bật được cái mức FPS cao hơn. Qua bài test thì Galaxy A34 bị rớt FPS thường xuyên khi chơi được khoảng 10 phút. FPS trong quá trình chơi cũng tỏ ra tương đối thiếu ổn định. Còn với Galaxy A35, trải nghiệm nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, ít giật lắc, FPS ổn định từ đầu đến cuối game. Tuy nhiên, về nhiệt độ thì cả hai đều khá nóng. Sau một ván bắn PUBG có thể nóng lên tới 42, 43 độ rồi. Cho nên dù là Galaxy A35 mạnh hơn, chơi game ngon hơn, nhưng nếu mà chúng ta chơi liên tục, máy nóng lên thì trải nghiệm lúc đó nó sẽ không còn ngon đâu nha. Galaxy A35 nói chung là đã có sự cải thiện về hiệu năng so với Galaxy A34. Tuy nhiên thì đây vẫn sẽ không phải là một con máy quá ngon để các bạn lựa chọn cho khả năng gaming. Samsung thì vẫn chưa bao giờ được đánh giá cao về điểm này, và trên Galaxy A35 thì cũng như vậy luôn nha. Camera trên Galaxy A35 năm nay không có quá nhiều thay đổi đáng chú ý nếu như so với Galaxy A34. Camera chính được nâng lên từ 48 chấm lên thành 50 chấm. Bên cạnh đó thì trên Galaxy A35, Samsung cũng đã tối ưu hơn về AI cũng như là thuật toán xử lý, dẫn đến khi mà so sánh các tấm hình chụp từ hai con máy này thì Galaxy A35 luôn là con mang lại độ chi tiết cùng khả năng xử lý màu sắc và độ tương phản tốt hơn, dù là không quá nhiều. Còn trong những tấm hình chụp trong điều kiện thiếu sáng thì Galaxy A35 tốt hơn hoàn toàn luôn, ánh sáng hơn, các chi tiết cũng được giữ lại nhiều hơn so với Galaxy A34. Về khả năng quay video thì hai con gần như là không có sự khác biệt nha. Chống rung, độ ổn định hay màu sắc khi quay video là tương tự nhau. Nói chung, về camera thì Galaxy A35 đã có những cái sự cải thiện rõ ràng so với Galaxy A34. Tuy nó không phải là thay đổi quá lớn, nhưng đây đều là những nâng cấp cần thiết giúp cho Galaxy A35 có thể cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ trong cùng phân khúc như là Oppo Reno 10 hay là Redmi Note 13 Pro các kiểu. Cuối cùng, về pin và sạc thì hai con này không có sự khác biệt. Dung lượng pin 5000mAh và sạc nhanh 25W. Cả Galaxy A35 cũng như là A34 đều sẽ đem tới cho các bạn một thời lượng sử dụng pin cực kỳ trâu. Dùng hỗn hợp phải đạt từ khoảng 7 tiếng rưỡi tới 8 tiếng on-screen thoải mái. Chỉ có điều sạc nhanh 25W thì sạc sẽ hơi chậm thôi, sẽ phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi để chúng ta có thể sạc đầy pin của hai con điện thoại này. Tổng kết lại, Galaxy A35
thực sự đã có những nâng cấp rất đáng giá so với Galaxy A34. Thiết kế nổi bật hơn nè, màn hình được thay đổi với camera giọt nước, hiệu năng khỏe hơn, xài bượt hơn và camera đã có thể chụp ảnh thiếu sáng ngon hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, với mức giá trên tới gần 3 triệu vẫn sẽ khiến cho chúng ta phải cực kỳ đắn đo khi lựa chọn giữa Galaxy A34 hay là A35. Với mình, có lẽ là mình sẽ nghiêng về A34 hơn. Thứ nhất là mức giá của nó đang rất rẻ. Thứ hai là trải nghiệm của nó mang lại với những cái nhu cầu cơ bản thì vẫn ok, vẫn có thể đáp ứng khá là tốt. Nói chung, quan trọng nhất thì vẫn là mức giá thôi nha. Giá của Galaxy A35 hơn 8 triệu thì cũng hơi chua đó. Và các bạn sẽ lựa chọn thế nào? Galaxy A34 giá rẻ, đủ dùng hay là Galaxy A35 mới nhất, xịn sò? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Cuối cùng thì đừng quên thích video này để theo dõi kênh Vietoplex nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.